mình làm tiệc BB cuối tuần ha, tiệc nướng cuối tuần cho cameraman với mình ấy. Ăn đi có sức chống dịch quý vị và các bạn ở đây. Các bạn thấy chưa? Đây là thịt bò ha, rất là mọng nước luôn. À, đây là cá thèn. Cá thèn nè. Tỏi, ớt. Đây là thịt bò. Nè quý vị và các bạn thấy chưa? Nó còn bốc khói nè. Nè hôm mình review thử miếng ha quý vị và bạn, với lại miếng tỏi đó. Nước tương ha quý vị và bạn, nước tương với là dừa kèm. Đó ạ. Dạ lấy miếng chưa cameraman? Chả nó miếng bò mềm mong nước quý vị và các bạn, rất ngon. Mình sẽ cho thêm vào này miếng nữa quý vị và các bạn, vừa nướng ha, hôm nay mình vừa nướng vừa ăn. Bò này, thịt bò này mình ướp quý vị và các bạn tiêu với tỏi, ớt, xíu dầu ăn với lại xíu nước tương với dầu hào quý vị và các bạn. Mình đừng có cho nhiều, nó mặn. Và cái này là nước tương mình chấm mình ăn thôi quý vị và các bạn. Đây là nước tương, chỉ đơn sơ vậy thôi, ngon nhất nát. Còn cá thèn á mình sẽ chấm với mưa chanh ha quý vị và các bạn, mình nướng mình sẽ chấm với mưa chanh ha, này mình làm rồi, mình đang ghém với dưa leo, đơn sơ vậy thôi, với lại hành nè quý vị và các bạn thấy chưa, hành là mình đang nướng ha quý vị và các bạn, hành ta luộc rồi giờ mình chuyển sang mình nướng luôn, thử coi sao. Nó cũng nghe ấy à, nó cũng chín rồi quý vị, chở cá bóc khối nghe quý vị phải này, nó quý vị phải thấy chưa, mình nướng vào trái cạnh mình dùng cuối tuần mình làm với cameraman dùng quý vị phải à, tiếp tục cho thịt bò đây. Quý vị và các bạn trong mùa dịch này nhớ hạn chế đi ra đường hả quý vị và các bạn. Mr. Black Club hôm nay ở nhà không? Sớm nay là mình mua 1 kg thịt bò hả quý vị và các bạn, 1 kg luôn. Ăn cho cameraman ăn cho nó đã. Ký thịt bò như là mình mua 2 kg cá thèn nữa quý vị và bạn. Rồi, để thưởng thức cho mấy đứa mày. Thưởng thức thử đây. Dạ. Đeo kính cũng được, có rồi. Đây, cameraman nó sẽ review cho quý vị và bạn cùng xem ha. Rồi, mình sẽ rắp miếng tỏi lên luôn. Đó. Ồ, thấy chưa quý vị và bạn, đó rồi. Rồi còn sôi còn đang nóng nha. Ok, giờ mình sẽ review nha. Như vậy nào, thử giang mà ngọt, ẩm nước, chấm tương, chấm nước ra tương đen với tí xíu dầu hào của Mr. Black làm mà dùng
còn bắp khói nha. Ăn cái miệng trái trên nhẹp một cái okay đó. Ăn không khác gì bữa clip xương tộn ngon nhức nát, đơn giản nhưng mà ngon. Thử thử miếng hành coi, cameraman miếng hành nướng này cộng coi, gấp để vào dĩa luôn, nó cũng chín rồi đó. Sẽ gì nữa nha, ngọt hơn, ngọt hơn, nó giòn, với lại ngọt lắm rồi, giòn, nó không có nồng, nồng mùi hàng nữa, ăn ngon. Chở đi, đây mình sẽ chở củ mai chín. Thử chị view con cá coi, coi chở cá coi nó chín chưa, chị view con cá luôn. Các bạn này cameraman ăn được bao nhiêu lần rồi cameraman? 4-5 lần. Không, không nhớ rõ luôn phải không? Cái giờ mình sẽ đi view các bạn. Đó. Khói luôn. Các bạn nữa mình chấm cái gì cameraman? Các bạn này mình sẽ chấm với nước muối tiêu chân mọi người, nãy mình mới làm. Cameraman này biết làm muối tiêu chân luôn à. Thật nữa mọi người, bốc khói nữa. Quá chút xíu. Ăn chung với da nó giòn mọi người, thịt nó mềm, ngọt. Ngon nhất đó. Ngon rồi. Chấm cái đưa lên miệng cái coi. Từ từ. À, đưa vô. Kèm miếng dưa nữa. Miếng dưa với miếng hành. Ăn chả mồ hôi luôn. Cái cọng này con ăn xong con để lên ấy cho nó nóng cũng được. Cá vàng này nhai thương là nó béo nó ngọt luôn rồi. Ok, giờ mình sẽ ăn xương cho mình coi. Xương nó ngọt như là béo. Bình thường đeo kính sao ăn không đeo kính cameraman? Hả? Hả sao vậy? Hả? Bình thường đeo ăn kính khó nó bóc lên kính không thấy gì hết. Vậy dễ thấy để gấp ăn rồi phải không? Mình sẽ review tiếp nha. Thịt đó chảy nước luôn rồi.
nãy này mở đầu chứ. Cái tỏi. Tỏi có nồng không cameraman? Khi mình nướng nướng nó có nồng không? Tỏi nướng không có nồng không được. Nó mềm, nó ngóng. Ngon. Chả nó hồi hộp. Tuyệt vời. Hẹn quý vị và các bạn tiếp tập 2, lại tiếp tập 2 là 3 miếng hình nướng ha. Đường quện nó vô đó, các bạn thấy chưa? Mềm ngọt bồn. Quá hả? Thêm tầm hành nướng á. Thôi vậy. Hết chảy. Thôi quý vị và các bạn, Mr. Lack Vlog kết thúc video tại đây ha. Quý vị xem giải trí thấy hay, hãy nhấn like, subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng xem hết quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn cuối tuần bên gia đình vui vẻ, và đặc biệt là thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối không đi ra ngoài. Để qua cái thời điểm mà dịch bệnh này bắt đầu mình đi ra ngoài mình đi chơi ha quý vị và các bạn. Mình vui vẻ, mình cùng gặp bạn bè để mình bạc ti theo đó ha. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.